Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý Ảo Điểm báo 11 giờ hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2023. Thưa quý vị, tin tức từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết tính đến chiều 20 tháng 2, đã có 7 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chính thức lấy ý kiến người dân về dự thảo luật đất đai, sửa đổi. Ngoài ra, đơn vị này cũng đã nhận được hàng trăm ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức gửi theo đường bưu điện và thông qua website luatdatdai.monre.gov.vn. Các nội dung góp ý tập trung nhiều vào các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, tài chính về đất đai, giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự thảo luật đất đai sửa đổi sau khi được tiếp thu, hoàn thiện sẽ được báo cáo chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5 tháng 4. Sau đó chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5. Cũng theo kế hoạch dự kiến, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều tổ chức chính trị xã hội, bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lấy ý kiến người dân đến ngày 15 tháng 3. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội HBTC cho biết đang hoàn thiện phương án kết nối mạng lưới xe buýt với đường sắt đô thị số 3, đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy dự kiến hoạt động nửa đầu năm 2023, đồng thời trình phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Theo HBTC, dọc lộ trình Nhổn Ga Hà Nội đang có 31 tuyến buýt hoạt động và đủ điều kiện kết nối với đoạn tuyến đường sắt trên cao Nhổn, Cầu Giấy. Trong khi đó, với thiết kế tuyến đường sắt đô thị số 3, mỗi đoàn tàu có 4 toa, mỗi toa chở được 230 hành khách. Mỗi chuyến chở được 920 hành khách. Tần suất giờ cao điểm 7,5 phút một chuyến bình quân vào giờ cao điểm có 8 chuyến 1 giờ một hướng vào ga đón, trả khách. Như vậy, năng lực vận chuyển tối đa đạt mức 7.360 hành khách 1 giờ một hướng. Do đó, theo HBTC, các điểm dừng xe buýt dọc tuyến sẽ phải bố trí lại, bổ sung để thuận tiện cho việc kết nối với các ga, đưa thêm vào đó. Phương án đang xây dựng cũng sẽ có thêm 12 tuyến buýt kết nối với đường sắt đô thị, trong đó có 3 tuyến được điều chỉnh và 9 tuyến mở mới. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông vừa đề nghị Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc dời các bảng quảng cáo nằm trong phạm vi xây dựng nút giao thông An Phú. Về vấn đề này, Sở Giao thông Vận tải cho biết đã yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện di dời bảng quảng cáo để đảm bảo công tác bàn giao mặt bằng để làm nút giao An Phú. Các bảng quảng cáo này nằm trong phạm vi xây dựng dự án nút giao An Phú. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ chủ trì phối hợp với Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Ban Giao thông và chủ đầu tư các bảng quảng cáo trong phạm vi dự án xây dựng nút giao thông An Phú khẩn trương bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công dự án. Tiếp tục chương trình với một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 2, Mỹ đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nhưng không nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc. Mỹ muốn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khuyến khích Triều Tiên tham gia ngoại giao và cảnh báo nếu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không lên án Bình Nhưỡng, điều này sẽ gây nguy hiểm. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, Trung Quốc và Nga phản đối bất kỳ hành động nào nữa của Hội đồng Bảo an, cho rằng việc gây thêm áp lực lên Triều Tiên sẽ không mang tính xây dựng. Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một nỗ lực do Mỹ đề xướng nhằm áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên vào tháng 5 năm 2022. Ngày 20 tháng 2, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell cho biết các nước thành viên EU sẽ thông qua gói trừng phạt thứ 10 chống lại Nga trong tuần này. Nó sẽ được thông qua trong vài giờ tới. Trước ngày 24 tháng 2, trong mọi trường hợp, ông khẳng định các biện pháp vẫn cần sự đồng thuận của tất cả các quốc gia EU và sẽ nhắm mục tiêu vào 4 ngân hàng khác nữa của Nga. Hàng nhập khẩu từ Nga, gồm cao su và hàng xuất khẩu sang Nga bao gồm xe hạng nặng và những hàng hóa khác. Thưa quý vị, chở cụ bà đoạn đường hơn 8 km, một tài xế ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ lấy 2.000 đồng. Nhiều người xúc động khi biết lý do đặc biệt phía sau. Câu chuyện về cuốc xe giá 2.000 đồng của anh Ngô Bảo Tên thường gọi là Bảo Nam, 31 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, một tài xế công nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh, bỗng được lan tỏa trên nhiều trang mạng xã hội vì quá dễ thương và ấm áp. Câu chuyện nhận về hàng ngàn lượt tim, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng khiến chàng tài xế cũng thấy ấm lòng. Theo lời kể, chuyện xảy ra khi anh Bảo Nam đang ngồi ở một quán cà phê gần Bệnh viện Tam Hà, thành phố Thủ Đức để chờ ứng dụng nổ quốc, thì bất ngờ để ý đến một bà cụ tầm trên dưới 70 tuổi với gương mặt khắc khổ, hỏi hết tài xế này đến tài xế khác gần đó. Tuy nhiên, vì thấy giá cao nên cụ bà ngậm ngùi rời đi.
thấy tôi mặc áo tài xế, ngoại mới tiến tới hỏi, có đi không con? Tôi gật đầu đồng ý, ngoại hỏi giá bao nhiêu thì tôi cười nói ngoại cứ yên tâm, bữa nay có khuyến mãi ngoại ơi, đảm bảo là rẻ nhất luôn. Sau khi chần chừ, ngoại lên xe, còn tôi thì cũng tắt app ứng dụng phóng viên chở ngoại tới một phòng khám để chăm cứu, cũng ở Thủ Đức cách đó hơn 8 cây số. Anh tài xế kể lại, đến nơi, nghe bà cụ hỏi lại giá của cuốc xe một lần nữa, anh mới cười hiền thông báo là 2.000 đồng. Nghe xong, bà bất ngờ, hỏi lại như không tin vào tai mình. Anh Bảo Nam kể sau đó, bà lấy ra tờ 20.000 đồng đưa cho anh rồi nói, con nói giỡn ngoại đúng không? Săn mắt rồi đi xa, nắng nôi cực khổ mà sao lấy 2.000 đồng được? Thấy tài xế kiên quyết không nhận, bà vỗ vai anh rồi nói, ngoại cảm ơn con. Anh đáp, miễn sao ngoại khám bệnh xong khỏe mạnh là con vui. Lời cảm ơn của cụ bà khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Chàng trai nói rằng đó chính là động lực để anh sống tốt hơn, sống tử tế hơn trên mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh này. Vì muốn lưu lại kỷ niệm về cuốc xe đặc biệt của mình, anh chàng đã đăng tải câu chuyện lên trang mạng xã hội cá nhân và bất ngờ khi được nhiều người chia sẻ. Bảo Nam nói rằng chính những lời bình luận, động viên của mọi người dành cho mình cũng khiến cho niềm vui nhỏ của anh thêm phần trọn vẹn. Anh thấy mình không chỉ giúp bà cụ, mà cũng nhận lại được nhiều điều từ cuốc xe vừa qua. Kể với phóng viên, anh Bảo Nam cho biết năm 8 tuổi anh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Kể từ đó, anh sống trong sự cưu mang và tình yêu thương vô bờ bến từ bà ngoại. Bà anh giờ đã không còn, nhưng những ký ức về bà trong suốt những năm tháng đầu đời vẫn không thể nào mất đi trong trái tim anh. Sau những ngày vất vả mưu sinh với nghề đi biển, năm 2017 anh Bảo Nam từ quê Khánh Hòa vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, làm lao động tự do. Hơn năm 2018, anh làm tài xế công nghệ đến tận bây giờ. Đây không phải là cuốc xe 2.000 đồng đầu tiên của tôi. Tôi đi ngoài đường, hễ thấy bà cụ nào đi bộ là tôi sẽ hỏi có cần tôi chở hay không. Tôi không lấy tiền hoặc lấy rất thấp. Vì nhìn những hình bóng đó, tôi nhớ tới người bà quá cố của mình. Thậm chí có những người mình chở tới nơi mới biết nhà họ rất giàu chứ không phải khó khăn, nhưng tôi vẫn không lấy. Tôi làm vậy để thấy lòng mình yên. Anh nói thêm, bên cạnh đó, anh Bảo Nam cũng tâm sự anh thường tham gia hỗ trợ những người khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh khi có thời gian, và xem đó như là cách để trả ơn mảnh đất này vì đã cưu mang, che chở anh suốt những năm tháng qua. Anh tin rằng việc mình sống tử tế với những người xung quanh sẽ khiến người bà quá cố cảm thấy tự hào về mình. Chị Nguyễn Ngọc Trân, 24 tuổi, bạn anh Bảo Nam tâm sự rằng bản thân không quá ngạc nhiên khi biết được câu chuyện của anh, bởi trước giờ anh luôn sống tốt, sống tử tế với những người xung quanh. Thêm một điều mình quý ở anh là dù anh không giàu có, khá giả nhưng hay giúp người, nhất là mấy người khó khăn, cơ nhỡ. Anh Bảo Nam hiền lành, khu trọ ai cũng thương. Thưa quý vị, tọa lạc trên sườn núi, giữa thung lũng mênh mông hồ và núi đá là một ngôi chùa với kiến trúc hoành tráng, đồ sộ nhưng mang đậm bản sắc truyền thống, được ca ngợi là quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á, đó chính là quần thể chùa Bái Đính. Chùa nằm ở cửa ngõ phía tây khu di tích cố đô Hòa Lư, thuộc xã Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình, cách thành phố Ninh Bình 15 km, cách Hà Nội 95 km. Quần thể chùa Bái Đính gồm một khu chùa cổ và một khu chùa mới được xây dựng từ năm 2003. Từ nhiều năm qua, nơi đây đã trở thành một địa điểm nổi tiếng, thu hút nhiều Phật tử và khách đến tham quan. Tên gọi chùa Bái Đính mang ý nghĩa là hướng về núi Đính, nơi diễn ra các sự kiện oai hùng trong lịch sử Việt Nam. Núi chùa Bái Đính chính là nơi vua Đinh Tiên Hoàng lập đàn tế trời cầu mưa thuận gió hòa, là nơi diễn ra lễ tế cờ khi vua Quang Trung ra Thăng Long đại phá quân Thành. Chùa Bái Đính cổ được phát hiện bởi Đức Thánh Nguyễn Minh Không, ông là người đã biến các hang động thành chùa khi đến đây tìm cây thuốc chữa bệnh quá hổ cho vua Lý Thần Tông. Tương truyền rằng nơi đây có nhiều cây thuốc quý mà Thánh Nguyễn Minh Không thường xuống hái lượm mang về chế thuốc tiên. Sau này nhiều lương y ở khắp nơi cũng tìm đến kiếm cây thuốc quý về chữa bệnh cho nhân dân. Trong kháng chiến, Bái Đính còn là một di tích cách mạng thuộc chiến khu Quỳnh Lưu, nơi lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền cách mạng tới nhân dân. Chùa Bái Đính cổ tọa lạc trên một ngọn núi cao 187m, nằm cách điện Tam Thế của khu chùa mới khoảng 800m về phía đông nam. Khu chùa này nằm gần trên đỉnh của một vùng rừng núi khá yên tĩnh, gồm có một nhà tiền đường ở giữa, rẽ sang bên phải là hàng sáng thờ Phật, rồi đến đền thờ thần Cao Sơn ở sát cuối cửa sau của hàng sáng, rẽ sang bên trái là đền thờ Thánh Nguyễn rồi đến động tối thờ mẫu và tiên. Nơi đây nằm ở vùng đất hội tụ đầy đủ yếu tố nhân kiệt theo quan niệm dân gian Việt Nam, đó là đất sinh vua, sinh thánh, sinh thần. Năm 1997, Bái Đính cổ tự được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cách mạng cấp quốc gia. Có một điều hết sức thú vị là mặc dù khu chùa có lịch sử hình thành từ thời Đinh có nhiều chi tiết kiến trúc và cổ vật mang dấu ấn đậm nét của thời Lý. Chùa được tạo dựng theo lối kiến trúc chùa Đồng khá phổ biến ở Ninh Bình, không có những mái chùa cong vút mái đào hay mũi hài, cũng chẳng có những trụ cột to lớn, đồ sộ hay thượng điện nguy nga lộng lẫy. Toàn bộ các bàn thờ Phật, thờ mẫu của chùa được đặt giữa lòng những sơn động u minh càng làm tăng thêm không khí linh thiêng và huyền bí nơi cửa thiền.
Trần hang động đã trở thành những mái chùa kiên cố, che chắn chốn thiên ngự trị của Phật, của mẫu đã hàng bao thế kỷ nay. Và bái đính không chỉ là nơi để người đời tỏ lòng mộ đạo mà còn là một thắng cảnh đẹp. Để khi kinh lý qua đây, vua Lê Thánh Tông đã tự tay đề tặng 4 chữ Minh đỉnh danh lam ca ngợi vẻ đẹp chốn này. Chùa bái đính mới bái đính tầng tự, là một công trình lớn, có diện tích rộng 80 hectare, nằm phía bên kia núi so với chùa cổ và ở phía tây cố đô Hoa Lư. Một số hạng mục chính, điện Tam Thế, điện Pháp Chủ, điện Quan Âm, bảo tháp, tháp chuông và các công trình hạ tầng, phụ trợ, khu học viện Phật giáo, khu đón tiếp. Như vậy, nếu ngôi chùa Cửu Kim nhường giữa núi rừng thì ngôi chùa mới đồ sộ, lộng lẫy lại nổi bật giữa núi non hùng vĩ đẹp như chốn Bồng Lai tiên cảnh. Chùa bái đính mới có những pho tượng uy nghi được chạm khắc tinh tế tựa lưng vào sườn núi xanh thẳm như đưa du khách tới ranh giới của cõi thiên và cõi tục. Quần thể chùa như viên ngọc sáng lấp lánh, đa màu sắc, hội tụ linh khí ngàn năm quyền thoại. Kiến trúc khu chùa mới nổi bật với những hình khối lớn, hoành tráng mang đậm dấu ấn kiến trúc Việt Nam và sử dụng nguyên vật liệu chính ở địa phương, đá xanh Ninh Bình, gỗ tứ thiết, ngói men Bát Tràng màu nâu sẫm, vòm mái màu nâu sẫm. Công hình nuôi chim phượng chính là điểm khác biệt nhất của kiến trúc chùa bái đính mới. Các chi tiết trang trí kiến trúc cũng mang đậm dấu ấn của các làng nghề truyền thống nổi tiếng ở Việt Nam với sự đóng góp công sức của 500 nghệ nhân và rất nhiều tổ thợ đến từ những làng nghề nổi tiếng như Mộc Phúc Lộc, Trạm Khắc Đá Ninh Vân, Đúc Đồng Ý Yên, Thêu Ren Văn Lâm, Sơn Mài Cát Đằng, Trạm Bạc Đồng Sâm. Các nghệ nhân này sử dụng các vật liệu địa phương để tạo ra nét thuần Việt trong kiến trúc chùa bái đính. Ngày nay, chùa bái đính đang được xem là địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn nhất Việt Nam với những kỷ lục đã được ghi nhận như khu chùa rộng nhất Việt Nam tổng 539 hectare, riêng chùa cổ 27 hectare. Chùa mới 80 hectare, khu chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, hành lang La Hán dài gần 3 km, khu chùa có nhiều tượng La Hán nhất Việt Nam, 500 vị bằng đá xanh cao khoảng 2 mét, khu chùa có giếng ngọc lớn nhất Việt Nam, khu chùa có số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam, 100 cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề Ấn Độ, tượng Phật bằng đồng giác vàng lớn nhất châu Á, tượng đồng 100 tấn ở trong điện Pháp Chủ, tượng Phật bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, tượng Phật Di Lặc 100 tấn ngoài trời, chuông đồng lớn nhất Việt Nam, đại hồng chuông nặng 36 tấn trong thác chuông. Hãy một lần về thăm bái đính, bước trên những bậc đá xếp theo độ dốc vừa phải, cao dần để cảm nhận được không khí trong lành, thoáng mát. Giữa chốn linh thiêng, mênh mông đất trời, văng vẳng tiếng chuông ngân, du khách sẽ thấy lòng mình thanh thản, trút bỏ mọi lo toan của cuộc sống thường ngày. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.